Quyền xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôm Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Án Quyền đương gia em đi học, thích nhất là xem cái đoạn mà gia yên múa đó ông bà, cô chú. Bá cũng vậy, nhiều lúc á đưa gia yên đi học xong rồi Quyền tính về luôn. Cái anh Hồng Bá nói thôi đứng đợi coi gia yên múa. Quyền gỡ cho Quyền cái bằng não dừa qua nè. Dễ sợ không? Trở qua cho Quyền đó. Rồi cái mua trái dừa trên mạng, mua 2 trái. Tới giờ bữa nay bắt đầu Quyền sẽ nạo dừa. Nhìn trái dừa chặt đẹp ghê không? Bây giờ Quyền sẽ nạo dừa. Để một hồi Quyền nấu rau câu ăn. Bây giờ Quyền sẽ nạo dừa. Rồi cái bằng nạo mình sẽ đỡ. Cái bằng nạo này nó dễ nạo. Nạo nhanh đi. Sang gia nạn mà rất là不体吗？不体。你那个那么多生锈那么多，不是在补体吗？是体啊。这体啊，少点钱嘛。 那个生锈那么严重啊，你刮那个铁都跑到里面去，不体了。没有，他还好吧，我洗过了。 Ông bá anh đi ca đêm á, cho nên là buổi sáng anh về đó ông bà cô chú. Sáng Quyền hầm canh bằng nồi áp suất á, cho nên là hơi ồn, ông bà cô chú anh chị thông cảm nha. Mẹ Quyền gỡ từ Việt Nam qua cái bằng nạo này nè, bởi vậy nạo dừa nó khỏe gì đâu luôn ông bà cô chú. Nạo cũng rất là nhanh luôn, còn nạo bằng cái nắp bia thì nó hơi lâu và nó rất là mỏi tay. Nhờ có bằng nạo dừa mà Quyền tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để làm việc khác. Nạo chưa tới 15 phút là xong rồi đó, mà có chú nhanh ghê luôn á, có cái bằng nạo cũng nhanh thiệt luôn á. Để một hồi Quyền sẽ dắt nước cốt xong rồi nấu rau câu ăn. Mẹ Quyền gửi Quyền qua mấy bịch rau câu á, 5 bịch rau câu. Bây giờ Quyền sẽ nấu. Ngâm trước đi để cho nó nở xong rồi mới nấu. Anh chuẩn bị đi làm mà trời mưa. Từ sáng giờ không có mưa. Tới giờ anh đi làm mà cái mưa. Cái áo mưa này áo mưa phọc. Anh mua tới một lóc luôn. Cái 100 ngàn. Cái vừa áo mưa nhỏ vừa áo mưa lớn luôn. Cái lỗ mũi nó nghẹt kìa. À, mưa nè ông bà cô chú ơi. Hả? Chưa đâu là anh nói hồi có trời mưa thì đợi bớt mưa hãy đi rước gia yên để đang bị bệnh mà đi rước mưa thấm để bị nặng hơn à. Quan tâm nè. Bye bye. Mưa như thác đổ vậy ông bà cô chú. Quá trời lớn luôn. Hên là đồ Quyền rút vô rồi, khô rồi. Ông thôi là hả? Quần áo nó thối luôn à. Cái mình chơi hồi năm rồi Quyền chồng đó, cái hộp rụng á bây giờ nó tự mọc lên luôn. Hộp nó là rau muống, cái này cũng rau muống luôn, Quyền mới gieo. Cái ớt á, Quyền tưới phân lên không biết sao chín ngắt luôn mà. Kệ đi. Có mưa thì nó mát một chút. Thank you.
chuẩn bị cái mũ nước xuống, chuẩn bị đổ vô câu mà cô chú. Có màu cà gót nè, củ dền, cà phê nè, nước cốt dừa với sữa bò. Cái này là Quyền nấu lên đó. Cà rốt á thì Quyền xay, Quyền bỏ nước sôi vô xay nè. Còn mà củ dền là Quyền tự nấu, Quyền nấu cà phê, sữa, nước cốt dừa. Đó, hôm nay là chất lượng luôn á. Bên đây á, thèm cái gì là phải tự vô bếp làm ăn, chứ ở đây người ta đâu có bán đâu. Nếu mà người Việt Nam bán á, thì nó hơi mắc, rồi phải đợi tới 3 ngày mà người ta không có bao hư nữa không bà cô chú. Rồi giao tới mà hư rồi thì mình phải chịu. Rồi mình làm hơi cực một chút nhưng mà mình ăn có chất lượng. Mình đổ màu cà phê trước đi. Này hơi đầy vậy. Quyền đi rước ra yên xong rồi á, Quyền chạy ngang đây nè, thấy cái có để bảng là cho thuê nhà trọ đó, còn phòng á, cho nên là Quyền hỏi ông chủ, kêu ông chủ dẫn lên đây xem thử coi có hợp hay không. Chỗ này thì người ta chưa có dọn đi, nhưng mà mình vô coi phòng vẫn được. Tại vì ở bên đây á, mình muốn trả phòng á, thì phải trả trước 1 tháng để cho chủ nhà trọ người ta kiếm người khác lại mướn á. Cái phòng này thì tới 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp riêng, toilet riêng với một cái chỗ phơi đồ rất là rộng luôn. Lão bà, à? Nhiều xuỷ chứ tôi sợ. 5块. 5块, tiền. Tiền thì 6块, 1块3. 1块3. 我发给我老公看。 去教姑娘自己教的。 狗狗好可爱啊。 好走走。 你看看。 Phòng hồi nãy là 2 phòng ngủ 1 phòng khách là 4,5 triệu 1 tháng. Còn phòng này thì nhỏ hơn, 1 phòng ngủ 1 phòng khách thì 3,850 triệu. Chưa tính tiền điện nước, Quyền tính là tiền Việt luôn cho ông bà cô chú dễ hiểu. Ít nhất là cái chỗ phơi đồ nè, rất là rộng. Trồng bông, trồng hoa đồ á là trồng thoải mái luôn. Còn chỗ nấu ăn này cũng rộng nữa, toilet thì cũng rộng, phòng cũng rộng rãi. Phòng này thì ở trên lầu 4. Phòng thì Quyền thích thiệt, nhưng mà cái giá cả thì hơi cao, cho nên nó là Quyền cũng cần phải suy nghĩ lại. Ở bên Đường Hải cái phòng cũng giống như thế này nè, mà chỉ có 2,3 triệu thôi ông bà cô chú. Còn ở bên Long Cương này giá nhà rất là cao. Kinh tế của hai chồng hiện tại thì cũng đang gặp khó khăn á, cho nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Cái nắng thái sẽ chạy lầu cha căng cua lại vào. Hào hào, xin 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 xin. Chào chào. Tại sao vô vô tả điện thoại, vô dấu phai trao nó cái nì đơ điện thoại là. Hào, bye bye. Bảo bố giáp bảo, cô lại tặng vợ. Vợ dạ, Quyền dẫn em đi lên đây coi nhà trọ nè ông bà con chú. Đi tính mua đôi giày cho gia yên, để cô giáo kêu mua đôi giày màu trắng mà không có. Cái mình ghé thì mình thấy có dán cái cho mướn phòng trọ một phòng đó. Mình hỏi thì có phòng đó, nhưng mà để hỏi anh Hồng Bá thử coi anh chịu không. Xin chào bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Chị chào các bạn. Hả? Quyền đổ vào câu hồi trưa rồi cả nhà. Anh hai về, cái anh hai thấy hỏi mẹ cái này là cái gì dạ, hỏi vậy thôi chứ hay là lấy cái muỗng là trước rồi đó. Quyền đổ mấy lớp nè, đổ nó không có được đẹp, nhưng mà đổ sơn kiểu mà đổ câu câu kiểu sơn thủy nhìn nó đẹp hơn. Để đổ từng lớp thì nhìn nó không đẹp. Nó đổ câu một cái là phải lắm. Ăn cơm rồi. Giang với Quyền mới ăn cơm xong ở cả nhà. Tính là đợi khoảng 30 phút sau mới đi tắm.
mà chưa gì trơn á, mở tủ lạnh ra, lục tủ lạnh coi có gì ăn không. À, thấy thấy rau câu là bắt đầu hốt liền, dính nè. Tay chân gì dính mỏ rồi, dính mười ngon rồi. Còn cái này, này là bơm, Việt Nam mình gọi là bơm, còn người Trung Quốc nó gọi là apple. Apple mình mua trên mạng không mà cô chú tua tua giao. Apple tuê nhờ, giỏi quá ta. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ừ. Ngon sao? Ngon quá. Ngon quá. Ăn nhìn thấy bắt thèm không? Ăn con ăn gì ăn con lõm này, con ăn từ gốc này thì ăn vô có không? Chỉ từ trên xuống luôn. Quá trời quá đất không? Cái này nhìn hôi tách lớp rồi. Không có màu lá dứa không mà con chú, có màu lá dứa nó thơm mà nó đẹp hơn nữa. Cái bột sữa. Cái này sữa à, ừ. Ta cậu chưa? Ừ. Bự quá rồi. Ăn giặt thì giỏi lắm, còn ăn cơm không giỏi. Ăn cơm bị cô giáo mắng nhốt rồi, cô giáo nói dây kén ăn quá. Dây không chịu ăn. Cô giáo hồi nãy gước cô giáo mang vốn. Chết rồi. Rồi ba ba biết ba ba quánh đòn nè. Đánh vào đít luôn. Sợ không? Sợ không? Ừ là sao? Sợ không? Sợ. Sợ hả? Sợ ba ba quánh hả? Sợ phải nghe lời chứ. Phải nghe lời ăn cơm chứ. Tự nhiên kêu đi uống nước mà không đi uống nước, đi lấy cái đồ lau nhà ra lau là quyền tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho rồi đó, kêu đi xuống uống nước đi mà không đi uống nước, đi lấy cái đồ lau ra lau, ra lau nhà, mắc cười dễ sợ không, bắt chước anh Hồng Bá đó cả nhà ơi. Thấy ba ba làm cái bắt chước theo, bởi vì người ta nói cha mẹ là tấm gương để cho con học theo là vậy đó. Đó. Quá trời giỏi rồi. Giỏi quá. Giỏi quá. Cười. Đi uống nước đi, lấy nước uống đi con. Uống nước. Uống nước đi, uống nước đi. Chưa, không thấy uống đâu hết trơn á. Nhanh lên. Uống nước, lấy nước uống. Nhanh lên. Gì bà ngoại đâu đây nữa. Ừ, cái bình nước của con nó, con lấy cái uống đi. Ừ, còn nước không? Còn hả? Ừ, uống đi. Uống gì có chút xíu vậy ông? Phá quá à. Xin chào ông bà có chút. Chào cô chú, anh chị và các bạn. Ừ, chú. Anh chị. Chú ông bà cô chú. Chú ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Quyền cho Gia Yên học xong rồi, trẻ xong rồi, học xong rồi, bây giờ đi ngủ rồi. Ông bà cô chú ơi. Còn anh Hồng Bá thì anh chạy thêm một đơn hàng nữa, thành ra là bây giờ cũng 11 giờ rồi. Mà anh chưa có về nữa. À, anh nói là anh lên xong đơn hàng đó thì anh về. Thì video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền. Ông bà cô chú, anh chị và các bạn có yêu thương kênh của Quyền á, thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền nha. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Thì bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau nha. Bye bye. Chị Yên à, bye bye ông bà cô chú đi con. Bye bye. Bye bye. Yeah. Yeah. Xin ông bà cô chú nha.
Quyền kêu hung ông bà cô chú, nghĩa là chịu mỏ hùng đó.